Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Roger's Official. Trong chuyên mục tâm sự tối nay, mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Khải Ca, Nơi Anh Gặp Em. Đà Nẵng là nơi kỷ niệm anh gặp em. Cái ngày đó anh không thể nào quên. Một chút bồi hồi xao xuyến khi những kỷ niệm lại ùa về trong tâm trạng. Con sóng dạt dào nơi biển lớn, những con sóng của tâm trạng. Hôm ấy chúng ta là hai người xa lạ. Anh và em cùng ngồi bên bờ cát trắng, nhẹ nhàng ngắm mặt trời lặn. Anh khẽ đưa chiếc máy ảnh hướng về phía mặt trời đã xa dần ngoài biển lớn. Nhưng chợt một cảm giác có ai đó đang nhìn mình, và người đó chính là em. Em đã dõi theo anh, và anh nhìn lại. Chúng ta cùng bẽn lẽn nhìn ra hướng khác. Cái cảm giác đó anh không biết diễn tả bằng lời, vì có lẽ sau nhiều năm anh đã không có được nó. Anh thầm biết ơn em khi chính em, con người xa lạ chưa từng gặp, đã mang cảm giác đến lại trong tâm hồn giá lạnh của anh. Anh và em gặp nhau như thế đó, tình cảm đơn giản nhưng lại dạt dào biết mấy. Cảm giác đó anh đã biết rằng không thể thiếu em trong cuộc đời phía trước của anh. Đà Nẵng ơi, nơi đó thật thân thương, nó chứa bao nhiêu cảm xúc và tâm trạng của người con trai. Nơi gặp gỡ tình yêu, nơi trao gửi những hạnh phúc lứa đôi. Và từ buổi chiều hôm ấy, anh và em, từ những người xa lạ, giờ đây hai chúng ta đã là của nhau. Tình yêu đẹp và tuyệt vời phải không em? Em ơi, thời gian trôi quá nhanh, giờ chỉ còn lại một mình anh đến nơi đây. Sau gần ấy năm, anh quay lại nơi này, và hình bóng em vẫn còn đó. Bao nhiêu ký ức lại ùa về, và có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ không thể nào quên. Những buổi chiều ngắm hoàng hôn, anh có cảm giác lòng mình chất chứa bao nhiêu tâm trạng. Đi một vòng ngoài biển, em biết anh nhớ em đến chừng nào. Có lẽ giờ đây em đã có một cuộc sống và một tình yêu mới. Nhưng tình cảm anh dành cho em là vô tận. Càng nhớ em, anh lại càng say dứt và buồn bã khi những quá khứ lại ùa về trong anh. Anh không thể quên được hình bóng nơi em. Dù tình cảm của chúng ta đã đi vào dĩ vãng, nhưng anh vẫn muốn được tỏa hồn vào nó trong khoảnh khắc này. Một khoảnh khắc kỷ niệm khi chúng ta còn bên nhau. Phút này đây, anh chỉ còn lại một mình, lặng ngắm hoàng hôn trên biển và hướng tầm mắt vào khoảng không vô tận ngoài biển lớn. Biển đẹp và thơ mộng, nhưng hơn thế, biển còn là nơi chất chứa những ký ức của cuộc tình đôi ta.
anh sẽ nhớ đến em, anh sẽ còn đến nơi đây để nhớ về em, người anh đã từng yêu. Cảm ơn Đà Nẵng đã mang đến những cảm xúc và hồi ức đẹp về tình yêu của tôi. Time, 'cause I want you.